Thưa quý vị và các bạn, tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách, vườn sầu riêng của ông Đặng Văn Nâu được xem như điển hình về trồng sầu riêng công nghệ cao. Nước tự chảy với hệ thống tưới bón phân tự đọt xuống gốc. Ở tuổi gần 60, ông Đặng Văn Nâu đã có hơn 20 năm trồng sầu riêng. Ông Nâu cho biết lúc đầu gia đình cũng gặp nhiều khó khăn do đất sản xuất ít, gia đình chỉ cho khoảng 1.500 mét vuông. Nhưng với bản tính cần cù ham lao động, nên kinh tế gia đình dần được cải thiện. Và qua tích lũy, ông mua thêm đất. Đến nay, ông sở hữu khoảng 1,5 hectare đất sản xuất. Ông nâu trồng sầu riêng. Trong đó có 8 công cây đã trên 20 năm tuổi đang cho trái. 7 công còn lại là cây tơ, được ông cắt nhánh bán bo trồng sen thêm cây ca cao đang cho kết quả hết sức khả quan. Trung bình mỗi năm, ông nâu thu hoạch khoảng trên 18 tấn trái sầu riêng, dài tấn bo nhánh và 10 tấn trái ca cao. Ông Nâu cho biết cây sầu riêng yêu cầu kỹ thuật chăm sóc khá cao, đất không được khô nhưng không được quá ẩm, tưới quá nhiều cây sẽ rụng bông. Đặt ống trên cao, tưới từ ngọn xuống là giải pháp rất hiệu quả cho sầu riêng, mà chi phí thì không cao. Từ thực tế thi công, chi phí để tưới tự động một gốc sầu riêng dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng. Đầu tư bước đầu nghe có vẻ cao, nhưng bù lại chủ vườn không cần thuê công tưới, dầu chạy máy hàng ngày nước tưới được phun đều từ ngọn xuống rất hiệu quả trong việc làm mát cây, rửa sương muối làm khô lá. Thứ nhất đó là giờ mình tiết kiệm nhân công. Rồi và đồng thời phun đồng loạt là nghĩa con côn trùng, con gầy chích thúc hoặc là con sâu nó không di chuyển qua lại được, mình tập trung là mình đánh việc gọn nó được. Còn thứ hai nữa là vấn đề mình phun cho mát cây thì chiều khoảng cái 3 giờ đó, mình muốn có cây thấy nó thấy quá mình nắng mùa hạn khô đó, mình phun giải nhiệt thì cũng là tốt ông Ngô Tấn Thành chủ tịch hội nông dân xã Long Thới đánh giá ông nâu là nông dân dám nghĩ dám làm mô hình trồng sầu riêng phun nước tự động của ông được nhiều nông dân trong vùng tham quan học hỏi và ông cũng sẵn sàng tới từng giường để tư vấn bà con cách đặt bể, đi ống, đặt bếp đúng kỹ thuật, phù hợp với từng giường sầu riêng. Hiện địa phương cũng đã tuyên truyền để người trồng sầu riêng áp dụng phương pháp tưới này nhằm giảm công lao động, giảm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất và hiệu quả giường sầu riêng. Về cái mô hình này thì mang lại cái hiệu quả kinh tế cao, hạn chế cái ô nhiễm môi trường và cái tiết kiệm cái công lao động cũng như là không có nguy hiểm đến cái sức khỏe của người mà phun thuốc thì hướng tới thì chỗ hậu chân xã sẽ tập trung cái tiên tiền về cái hình thức phun thuốc tự động cho bà con hội viên trên địa bàn trên toàn xã thành quả của nông dân đặng dân nâu có được cho thấy tinh thần dám nghĩ dám làm sáng tạo trong lao động sản xuất làm giàu trên chính mảnh đất của mình mô hình cũng được áp dụng rộng cho nhiều bà con canh tác cùng lĩnh vực mang lại hiệu quả cao